đầu đi vào ví dụ số 1. Chúng ta cùng đọc đề. Một vận động viên bơi lội đứng trên ván nhảy. A là một ổ trục có phương nằm ngang và vuông góc với mặt phẳng hình vẽ. B là một trục đỡ. Các khoảng cách được cho trên hình vẽ. Trọng lượng của người là 600 N, của tấm ván là 100 N. Rồi yêu cầu ý A, liệt kê các lực tác dụng lên người và tấm ván. Ý B, tính các lực chưa biết. À, chúng ta cùng nhìn đây. Đề bài mới chỉ cho chúng ta trọng lượng của hai cái thứ quan trọng, đó là người và tấm ván. Còn lại các lực khác thì ta chưa biết. Vậy thì có những lực gì ở đây? Chúng ta cùng nhìn đến đây nhé. Thứ nhất, ta quan tâm A, tấm ván thì những lực nào tác dụng? Tấm ván. Lực thứ nhất ta nhìn, đó là một lực tác dụng vào tại điểm A, thì gọi là F3. F3 này hướng ra sao? Thứ nhất, phương của nó phải phương thẳng đứng rồi, nhưng hướng lên hướng xuống chưa biết. Đấy, nhớ thẳng đứng. Thẳng đứng. Thứ hai, tại B này là một trục đỡ. Bên này một chút đỡ, như vậy thì khi chúng ta cái người này đứng dưới này thì cái tấm ván cũng muốn được hướng lên, đúng nhỉ? Thì gọi là FB này là thẳng đứng hướng lên. Thứ ba, tay G này có một trọng lực thì gọi là PG. PG thẳng đứng hướng xuống. Thẳng đứng hướng xuống. Ta nhớ đề bài cho PG của tấm ván là 100 N. Và thứ tư, khi người này tại điểm C này, đứng trên đây thì có một lực tác dụng vào C, đúng không ạ? Nhớ cho thầy, đây chính là lực F tại C là hướng xuống do người tác dụng tại C thẳng đứng hướng xuống. Rồi, chúng ta đã dùng xong tấm ván, đúng nhỉ? Chúng ta quan tâm tới người. Người thì có mấy lực?